Bình Tinh chia sẻ ảnh mới nhất của ông Hoàng cải lương Vũ Linh còn bị cha nuôi mắng vì điều này. Bình Tinh là nghệ sĩ cải lương cực may mắn khi có hai người cha nuôi nổi tiếng, đó là ông Hoàng cải lương Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Khác với nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, thường xuyên năng nổ hoạt động nghệ thuật và chạy show lẫn kinh doanh miệt mài, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lại có cuộc sống khép kín và hiếm khi xuất hiện hơn hẳn. Mới đây trên trang cá nhân, Bình Tinh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh Vũ Linh đến chùa để viếng mẹ ruột của mình là nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai. Không chỉ xúc động vì lời cầu nguyện của cha nuôi, Bình Tinh kể cô bị ông mắng yêu, xuống thăm con gái được là khỏe re rồi, còn mắng yêu một trận mới chịu về. Giết rồi bắt hiếu, bỏ ba không thèm lên thăm, lo cày quá trời, làm quá bán mạng hay sao hả con, cái gì cũng từ từ, quan trọng là sức khỏe chứ. Hi hi, thương lắm, ba còn mắng là con còn vui. Qua hình ảnh có thể thấy, ông Hoàng cải lương đình đám một thời vẫn rất hồng hào khỏe mạnh, ông chỉ hơi ốm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, nam nghệ sĩ nhớ sân khấu nhưng do sức khỏe không cho phép nên ông không thể nhận lời biểu diễn. Thi thoảng ông chỉ có thể hỗ trợ con gái nuôi trong vài phân cảnh ở những vở diễn của đoàn Huỳnh Long.